Dạ vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại video của nha khoa Hùng Cường. Và hiện nay tình trạng mất một răng, hai răng hoặc nhiều răng phổ biến rất nhiều hiện nay. Và ngày hôm nay nha khoa Hùng Cường tiếp nhận một ca rất là đặc biệt, và cô đến với nha khoa Hùng Cường trong tình trạng bị mất răng toàn hàm. Và sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn thì cô đã quyết định lựa chọn cái ghép implant toàn hàm tại nha khoa Hùng Cường. Và hãy cùng theo chân Hải Yến khám phá ca ghép implant toàn hàm tại nha khoa Hùng Cường ngày hôm nay sẽ diễn ra như nào nhé. Xin mời các bạn. Với cô chú mất nhiều răng, mất răng toàn bộ thì trồng răng implant toàn hàm được đánh giá là giải pháp phù hình tối ưu. Phương pháp này có ưu điểm là giúp khôi phục khả năng ăn nhai gần như răng thật, thẩm mỹ tự nhiên và vệ sinh răng dễ dàng. Đặc biệt, nếu cắm implant chuyên hàm tại nha khoa uy tín, cô chú an tâm kết quả khỏe đẹp dài lâu, thậm chí là vĩnh viễn nếu được chăm sóc đúng cách. Trồng răng implant toàn hàm là phương pháp kế từ 4 đến 6 trụ implant vào hướng thuận lợi của xương hàm để làm trụ vững chắc, giúp nâng đỡ phù hình cho 12 đến 14 răng bên trên, qua đó giúp phù hình hàm răng cho bệnh nhân mất nhiều răng, sắp mất toàn bộ hay mất răng toàn hàm, chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trung niên hoặc người cao tuổi. Và trụ implant tích hợp vào xương hàm chắc chắn, cố định, chịu lực tốt nên có thể khôi phục khả năng ăn nhai đến hơn 90%, giúp bệnh nhân lấy lại cảm giác ăn uống ngon miệng, không bị vướng cổ.